Xin chào quý vị, chào bà con nông dân. Hôm nay thì Hưng Cát và Mỹ Duyên rất vui khi là được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và bà con trong bản tin Kinh tế Nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Vâng, như thường lệ thì chúng tôi không quên cảm ơn phân bón Mặt Trời Mới, phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. À, Mỹ Duyên thân mến, năm nay đó bà con nông dân trồng sầu riêng thì có một cái vụ mùa phấn khởi lắm. Chỉ với một hectare thôi thì một nông dân đã có thể bỏ túi tiền tỷ rồi đó. Cho nên là bà con trồng sầu riêng rất là vui mừng phấn khởi. Wow, quá là tuyệt vời đúng không anh Hương Cát? Và những người thực hiện bản tin kinh tế nông nghiệp cũng vui lây cùng với bà con khi mà năm nay được mùa được giá. Và trong bản tin hôm nay thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn đến tham quan vườn sầu riêng của một nông dân ở huyện Lộc Ninh để nghe anh chia sẻ về cách chăm sóc để cây đạt được năng suất cao như thế nào quý vị nha. Còn bây giờ thì tất cả đã sẵn sàng rồi, mời quý vị cùng bà con cùng điểm qua những tin tức nông nghiệp đáng chú ý. Xuất khẩu rau quả tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Nông dân trồng sầu riêng phấn khởi vì được giá được mùa. Liên kết chăn nuôi để có đầu ra bền vững. Khẳng định uy tín cây giống Bình Phước trên thương trường. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là một tin vui khi mà ngành rau quả Việt Nam chúng ta trong 5 tháng đầu năm nay đã cho kim ngạch xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng và vượt cái mốc là 2,5 tỷ đô la Mỹ. Vâng, con số 2,5 tỷ đô la Mỹ này thì cho thấy là có rất nhiều kỳ vọng và dự đoán về khả năng xuất khẩu rau quả còn phá vỡ con số kỷ lục mà ngành hàng này từng đạt được trong năm 2023. Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả nước ta mang về hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Có được mức tăng trưởng đó là nhờ ngành làm tốt khâu xúc tiến thương mại, nhà vườn và doanh nghiệp tăng cường liên kết đảm bảo nguồn nguyên liệu dồi dào, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu. Tác động tiêu cực của hiện tượng El Nino đã và đang làm sụt giảm nguồn cung rau quả toàn cầu. Với những quốc gia ít ảnh hưởng như Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Đây cũng là một trong những gam màu sáng để ngành hàng tỷ đô này tiếp tục tăng trưởng mạnh vào hai quý cuối năm. Quý vị và bà con nông dân thân mến, vài năm trở lại đây, sầu riêng được giá và thực sự đã trở thành trái cây vua. Tại tỉnh Bình Phước của chúng ta thì diện tích này đã không ngừng tăng, kéo theo sản lượng cũng tăng cao. Và cái điều này vừa tạo ra những cái cơ hội thật sự nhưng cũng đặt ra rất là nhiều những cái thách thức cho cả người trồng lẫn các cơ quan chức năng. Trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện có 7.500 hectare sầu riêng, năng suất đạt hơn 95 tạ trên 1 hectare, giảm hơn 5,9%, sản lượng đạt hơn 33.600 tấn, tăng hơn 23,7% so với cùng kỳ. Điều đáng chú ý là với sức hút của thị trường hiện nay, cây sầu riêng trên địa bàn Bình Phước đã có 20 doanh nghiệp trái cây tham gia liên kết xây dựng mã số vùng trồng, trong đó đã có 65 mã số vùng trồng được phê duyệt với diện tích 2.412 hectare, được xuất khẩu chính ngạch. Trên 30% chuỗi liên kết trồng sầu riêng, tuy nhiên do được giá, nhiều thương lái tranh mua đổi giá lên cao. Nhiều nông dân tự ý phá vỡ hợp đồng với các doanh nghiệp đã tham gia xây dựng mã số vùng trồng. Tình trạng có mã vùng trồng thì giá bán không khác gì với sầu riêng được canh tác tự phát, không có mã số vùng trồng. Đây là vấn đề hết sức đáng quan ngại của các doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như sự quản lý của các cơ quan có chức năng. Như tình trạng này đe dọa sầu riêng tại địa phương đứng trước nguy cơ đánh mất thương hiệu trên thương trường. Quý vị thân mến, qua thông tin mà chúng ta vừa theo dõi thì chúng ta thấy là để có được cái mã số vùng trồng thì người trồng sầu riêng phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt tất cả các khâu. Do vậy, việc tự ý phá vỡ hợp đồng thật sự là một cái thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp tham gia xây dựng mã vùng trồng. Thế nên bà con cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định và đừng chạy theo giá cả quý vị nhé. Vâng, và hiện nay sau khi mà thu hoạch sầu riêng ri 6, người trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã bước vào vụ thu hoạch sầu riêng Thái. Năm nay thì có nhiều hộ gia đình trồng sầu riêng thu về tiền tỷ vì vừa được mùa, vừa được giá. Bản tin Kinh tế Nông nghiệp mời quý vị và bà con cùng tham quan vườn sầu riêng của nông dân Huỳnh Hoàng ở ấp Tam Nguyên, xã Lộc Quang thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Năm 2022, anh Huỳnh Hoàng vay mượn mua 1,2 hectare, trên đất đã trồng sẵn 200 cây sầu riêng Thái.
Vụ mùa năm trước, anh xử lý ra hoa đậu trái trên 30 cây, cho thu hoạch khoảng 3 tấn trái. Giá bán tại vườn 67.000 đồng 1 kg, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 150 triệu đồng. Còn năm nay, vườn sầu riêng chỉ còn vài ngày nữa mới thu hoạch trái, nhưng thương lái đã đặt cọc mua toàn bộ vườn. Với giá bán 85.000 đồng 1 kg, tính sơ sơ, anh Hoàng bỏ túi khoảng 1,7 tỷ đồng. Thì một cây là tôi bình quân một tạ thì 200 cây thì chắc tầm 20 tấn. Thì bán giá 85.000 thì thu nhập về chắc cũng hơn tỷ. Để có vườn sầu riêng đậu trái đều như hiện nay, anh Hoàng đã có quá trình chăm sóc xử lý ra hoa từ tháng 9 âm lịch năm trước. Giai đoạn cây nuôi trái cần thực hiện các biện pháp quản lý, chăm sóc đúng cách để trái đạt năng suất, không bị sự muối. Trong giai đoạn này, cần chú ý bón phân đúng lúc, cân đối lượng đạm, lân và kali, cùng với các khoáng chất trung vi lượng phù hợp. Khoảng 15 ngày trước thu hoạch, anh Hoàng không sử dụng thuốc hóa học trên vườn để không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên trái. Từ lúc mà ra bông cho đến tái to này thì phải đi phân cho nó đúng cách. Thì phân thuốc đúng cách thì cái trái nó tròn, nó đẹp. Còn mình đi phân thuốc không đúng cách là cái trái nó không có đạt chất lượng, rồi mình bán giá cả nó không có được cao. Trước thu hoạch từ 15 đến 20 ngày thì tôi bỏ phân là kali cao với 12-18 kết hợp với kali trắng, một gốc là 3 lạng, rồi với nửa ký 12-18 đặng cho nó nuôi cơm, cái trái sầu riêng cho cơm nó đạt, nó đừng bị sượng. Hiện anh Hoàng là thành viên của hợp tác xã cây ăn trái Lộc Quang. Dù chỉ mới thu hoạch chính thức vụ đầu tiên, nhưng có thể trả hết tiền mua đất. Không chỉ anh Hoàng, mà nhiều hộ trồng sầu riêng tại xã Lộc Quang đều phấn khởi, niềm vui nhân đôi khi vừa trúng mùa, vừa được giá. Đây là hội viên hợp tác xã cây ăn trái đã trồng, đặc biệt là thái, măng thon đó, gọi là thái, cho nên là đạt kinh tế kết quả rất cao như năm rồi á. Thì vào đúng vô cái mùa này thì khoảng tầm 65 đến 68 ngàn đồng một ký. Thì so đến bây giờ thì nó đạt tới 84, 85, 86, 87 tùy theo cái mức độ chăm sóc của mỗi cái thành viên hội gia đình. Hợp tác xã cây ăn trái Lộc Quang có tổng diện tích trồng sầu riêng là 31 hectare, trong đó khoảng 20 hectare đang cho thu hoạch. Dự tính sản lượng sầu riêng thu hoạch trong vụ mùa năm nay đạt 250 tấn trái. Nhằm hướng tới xuất khẩu, hợp tác xã đang làm thủ tục cấp mã chứng nhận vùng trồng, chứng nhận sản phẩm OCOP. Nhờ trồng sầu riêng, vụ mùa năm nay, nhiều hộ gia đình tại xã Lộc Quang đã thu về bạc tỷ. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, thời điểm này thì nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đang chuyển hướng sang đầu tư chăn nuôi gia cầm, nhất là nuôi gà thương phẩm. Hiện thì giá gà thương phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Phước của chúng ta đang ở mức rất cao và những nông dân có điều kiện về không gian chăn thả đều tận dụng mô hình này để có thể tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên, chăn nuôi theo quy mô gia đình thì phần lớn bà con nông dân chúng ta còn khó khăn về vốn đầu tư và thiếu liên kết để có một cái đầu ra bền vững. Tận dụng diện tích đất rẫy rộng rãi thoáng mát, mới đây, gia đình anh nông dân Lê Hồng Cường ở ấp 6 xã Minh Thắng, thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước đã đầu tư chuồng trại để phát triển chăn nuôi đàn gia cầm, trong đó có trên 3.500 con gà ta. Tôi nuôi gà được 6 tháng rồi. Đây cũng là cái lứa đầu tiên của gia đình. Điều kiện nuôi nhờ ở đây có không khí nó xa khu dân cư á. Rồi nguồn nước nó cũng mát, đất khí hậu này nó thuận lợi cho để đàn gà phát triển tốt. Hiện gia đình anh Cường nuôi theo phương pháp gối đầu, lứa này xuất bán sẽ tiếp tục có lứa kế sau. Mọi kiến thức kỹ năng chăn nuôi đều được công ty cung cấp giống thức ăn gia cầm hỗ trợ. Tuy nhiên gia đình vẫn gặp khó khăn về đầu ra. Công ty chỉ bao tiêu là kỹ thuật với cám của công ty. Còn về cái thị trường mà để xuất á, thì mình tự tìm thương lái ở ngoài. Thời điểm này, giá gà thả vườn thương phẩm có giá bán ổn định từ 85.000 đồng đến 90.000 đồng một ký tùy loại. Tuy nhiên, nếu không có liên kết bền vững, nông dân sẽ có nguy cơ đối mặt với rủi ro. Mặt khác, để nuôi với số lượng trung bình khoảng 2.000 con trên một lứa trở lên, không ít hộ còn gặp khó khăn về nguồn vốn.
Trong cái hội nông dân thì có cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh và của thị xã. Thì hàng năm chúng tôi cũng xin được cái nguồn đó hỗ trợ cho những cái hộ gia đình mà có nhu cầu nuôi gia cầm. Chúng tôi sẽ ưu tiên cho những cái hộ đó để có cái nguồn phát triển kinh tế cho gia đình. Lãnh đạo Hội Nông dân xã Minh Thắng, thị xã Chân Thành cũng cho biết, mặc dù chưa có số liệu thống kê tổng đàn, tuy nhiên nhiều hộ đăng ký gia vốn nuôi gà cho thấy tín hiệu tốt từ mô hình này. Do vậy, thời gian tới, nông dân xã sẽ quan tâm xây dựng tổ hợp tác hoặc hợp tác xã, đồng thời liên kết với doanh nghiệp để bà con có đầu ra bền vững. Quý vị và bà con nông dân thân mến, Bình Phước chúng ta là một cái địa phương rất có thế mạnh để mà phát triển kinh tế nông nghiệp. Cũng từ lợi thế này, rất là nhiều những tổ chức cá nhân đã biết đánh thức, đã khơi dậy cái tiềm năng nông nghiệp khi mà tự đầu tư xây dựng và tạo ra những cái vườn ươm, cây giống chuẩn, đầu dòng có chất lượng cao, đặc biệt là những cây có thế mạnh của địa phương như là điều hoặc là cao su. Cũng từ đó góp phần khẳng định được uy tín cũng như là thương hiệu của cây giống Bình Phước, không chỉ ở thị trường trong tỉnh, trong nước mà còn vươn tầm thế giới. Mô hình và cách làm của anh Phạm Thành Ban ở xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng là một điển hình. Anh Phạm Thành Ban từng là cán bộ làm kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Phú Riềng và đến nay đã gần 20 năm kinh nghiệm về sản xuất cây giống, chủ yếu là cây điều và cây cao su. Chỉ riêng cây cao su giống, mỗi năm gia đình anh Ban cung ứng ra thị trường trong nước quốc tế với quy mô cây giống phục vụ cho việc tái canh trồng mới khoảng 2.000 hectare. Với quy mô này, gia đình anh Ban là nơi sản xuất cây giống lớn nhất trong cả nước. Cơ sở của sản xuất của anh Thanh Ban này là một cơ sở sản xuất là rất uy tín, mà coi như là thành quả rất là lớn mà giúp lại cho địa phương của xã này và cả khu vực này là cái về nông nghiệp nông thôn, về cây giống, về cây giống cao su và giống điều là rất là chuẩn mà uy tín. Bà con làm là rất là hồ hởi, phấn khởi mà tin tưởng vào cái cơ sở giống của anh Thanh Ban này. Hội cũng rất là vinh dự cũng như cũng tự hào về cái cơ sở sản xuất cây giống đã vừa là đảm bảo chất lượng, vừa là có một cái quy mô và giúp đỡ được cho bà con nông dân trong cũng như là ngoài tỉnh để phát triển cái nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Theo anh Ban, đối với người sản xuất cây giống, yêu cầu quan trọng nhất là phải nắm rõ đặc tính của từng loại giống để khi sản xuất ra, giống phải chuẩn, đáp ứng tốt điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của từng vùng miền. Giống nó liên quan đến khí hậu, rồi địa hình, tầng canh tác hay là cao trình, chất đất. Thì mỗi một cái giống nó có cái sự phù hợp thì nó sẽ ráp vào mỗi một cái vùng đất và các cái khí hậu, cái tầng canh tác đó nó phù hợp thì nó sẽ phát huy ưu việt của cái giống đó, mang lại cái hiệu quả tốt nhất cho cái giống đó. Với mong muốn giúp bà con đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, gia đình anh Ban còn đồng hành hỗ trợ tư vấn tất cả các quy trình từ trồng, chăm sóc vườn cây và khai thác. Cao su điều giống Thành Ban thì từ xưa nay là luôn bám sát với bà con từ lúc mà bà con cần cơ sở tư vấn. Thứ nhất là cái quá trình, thứ nhất là liên quan đến quá trình khoan hố. Thứ hai là quy cách, có nghĩa là cái quy cách trồng, cách thức ấy. Thứ ba nữa là cái mô hình mục đích trồng để bón phân, quy trình chăm sóc bón phân, thậm chí đến quy trình khai thác. Đấy, rồi tất cả các quy trình đến hết vòng đời của cây, từ lúc bắt đầu thiết kế cơ bản cho đến cái quá trình chăm sóc khai thác là bên cơ sở sẽ bám sát bà con đến tận hết cái vòng đời của cây. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều tổ chức cá nhân tham gia sản xuất cung ứng cây giống. Thế nhưng với cách làm của anh Ban không chỉ giúp phát triển kinh tế cho riêng gia đình mà còn góp phần quan trọng giúp người nông dân xa gần chọn được cây giống chuẩn, đảm bảo mùa màng bội thu. Đồng thời với hướng đi riêng của mình, gia đình anh Ban còn góp phần khẳng định uy tín thương hiệu của cây giống Bình Phước trên thương trường. Đặc biệt, trong đó cây điều và cây cao su của Bình Phước được mệnh danh là thủ phủ của Việt Nam và thế giới. Vâng, một mô hình thật là tuyệt vời đúng không thưa quý vị? Và chúng tôi tin tưởng rằng
Với những cái giống cây trồng chất lượng như vậy thì bà con nông dân cũng sẽ có được những cái vụ mùa thắng lợi. Và đến đây thì thời lượng của bản tin kinh tế nông nghiệp của BBTV xin được tạm dừng. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn phân bón Mặt Trời Mới, phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.